8 năm trước, trong một đêm mưa gió bão bùng ở cái làng Vĩnh Trạch này, vì muốn che giấu cái chuyện tình nhơ nhớp với cô Hai Sa và mày giấu lần, nên ông bà hội đồng biểu ra lệnh cho bà mụ tám cổ đem một đứa trẻ sơ sinh bệnh hoạn ra để mà chôn sống. Tại sao không thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy? Tại vì tao giàu, tao có tiền, tao có quyền. Tôi không tin. Từ mảnh đời nghiệt ngã của người mẹ đã đẩy đứa con mình vào dòng đời oan trái. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin phụ độ trì cho chúng con được sống trọn đời trọn kiếp bên nhau. Không dám đâu. Tao mày muốn làm gì đây? Dòng đời oan trái sẽ làm cho quý vị thương cảm với những con người sống trong hố sâu tận cùng của xã hội khi họ cố ngồi lên vùng ánh sáng bằng tình người, tình mẹ, tình yêu. Họ sâu xé lẫn nhau, tạo thành những hoàn cảnh thương tâm mà quý vị không thể nào ngờ có được. Dòng đời oan trái là một bộ phim tình cảm xã hội lâm ly bi đát, xen vào những trận cười ra nước mắt, sẽ thu hút quý vị từ đầu cho đến cuối. Chúng tôi hãnh diện bảo đảm với quý vị rằng Dòng đời oan trái là một bộ phim không thua kém bất cứ phim bộ nào của Hồng Kông. Nhưng mày không được lừa gạt một cô gái mù đuôi như nó để đóng cho bộ phim bị ổn của mày. Mang theo nhung nhớ
chết nỗi đau. Lê Xuân Trường xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả yêu nhạc Compact Disc Khung Trời Xa Lạ, 11 ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Lê Xuân Hân, được trình bày bởi tiếng hát của Lê Xuân Hân và Michelle Thu Thảo. Dòng nhạc mới được kết hợp nhiệm màu của kỷ niệm, của những nỗi vấn vương dây dứt, của những cuộc tình đã bay tan về muôn hướng, của những chân tình tuyệt vời đã vụt khỏi tầm tay, của những ân tình nhạt nhòa vội rơi theo những hạt mưa cuối mùa trong không gian. Compact Disc Khung Trời Xa Lạ đã diễn tả lên được hình ảnh đó, hình ảnh của những mối tình qua từng tháng ngày huyền diệu, thật hạnh phúc và tràn đầy thương yêu. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, một ký ức, hay nói đúng hơn là một hồi ký để lại. Compact Disc Khung Trời Xa Lạ đã được phát hành ở khắp mọi nơi. Một người chưa thấy pháo vui nhộn đường. Lê Xuân Trường cũng xin hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả yêu nhạc Compact Disc Dù Cuộc Tình Phai, gồm những tình khúc mới nhất của Lê Xuân Trường và những ca khúc nổi tiếng một thời của các nhạc sĩ như Phạm Mạnh Cương, Vũ Thành An, Lê Xuân Hân, được trình bày với tiếng hát của Michelle Thu Thảo, Chế Linh và Lê Xuân Hân. Nếu biết chỉ là bóng mây, nếu biết yêu để rồi. Compact Disc Dù Cuộc Tình Phai sắp phát hành ngày mai. Mời quý thính giả yêu nhạc hỏi tại các tiệm băng nhạc nơi quý vị cư ngụ hay liên lạc về LXT Music. Thư Lâm Music and Bookstore tại thành phố San Jose chuyên bán sỉ và phân phối đầy đủ các loại CD, video, DVD, karaoke của tất cả các trung tâm. Đặc biệt, chúng tôi đại diện phát hành tất cả các sản phẩm của Tình Production trên vùng Bắc Cali. Chúng tôi chuyên bán sỉ băng trắng cho các tiệm video trên toàn nước Mỹ, với nhận cố vấn và build tiệm video mới cho tất cả mọi nơi. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thư Lâm Music and Bookstore tại địa chỉ 2549 South King Road, phòng A5, San Jose, Cali 95122, điện thoại liên lạc 408-531-1455 hoặc 408-205-9075, số điện thư 408-531-0289. Thư Lâm Music and Bookstore kính mời. Ngày xa mai không gì đổi thay, bao đau thương